Nếu bạn có ý định mua smartphone trong tầm giá 6,9 triệu thì Bphone 3 chính là một lựa chọn rất tốt. Bạn có thể tham khảo tại website bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tư vấn điện thoại rồi. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ điểm danh top những cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 660 tốt nhất đang được bán ở trên thị trường bây giờ nhé. Tại sao mình lại làm cái video về những cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 660? Bởi vì là các bạn biết đấy, năm 2017 thì là cái con chip Snapdragon 625 lên ngôi này. Xong đến năm 2018 thì là con chip Snapdragon 636 lên ngôi. Và đến năm 2019 này thì mình nghĩ đây sẽ là cái thời điểm rất hợp lý để cho con chip Snapdragon 660 lên ngôi. Bởi vì các bạn biết đấy, cái sản phẩm vừa ra mắt cũng rất hot, đó là Xiaomi Redmi Note 7, nó cũng chạy con chip Snapdragon 660. Vậy thì ngoài Redmi Note 7 ra, còn những sản phẩm nào nữa thì chúng ta sẽ cùng điểm danh ngay trong video ngày hôm nay. Trước tiên điểm danh đến những sản phẩm khác thì vẫn quay trở lại cái chủ đề cũ, đấy là chúng ta nói về Redmi Note 7 sẽ là sản phẩm đầu tiên mà mình kể tới, là một sản phẩm vô cùng đáng mua chạy con chip Snapdragon 660. Với Redmi Note 7 thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải để ý đến đó chính là đây là sản phẩm đầu tiên của Xiaomi tách ra một cái thương hiệu con, đó là thương hiệu con Redmi. Và đây cũng là sản phẩm Xiaomi Redmi Note đầu tiên sở hữu hai cái mặt kính trước và sau, thay vì cái thiết kế cũ mấy đời đều là kim loại rồi. Đấy, và đây cũng là cái sản phẩm đầu tiên của dòng Redmi Note có một cái thiết kế mặt trước hình giọt nước, cũng như là cái thiết kế nó gọn gàng như thế này. Mặt trước của những cái sản phẩm Xiaomi Redmi Note ngày trước thì nhìn nó rất là thô. Đấy, đối với cả Redmi Note 7 thì nó cũng sẽ có những điểm nhấn như thế này. Nó sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Sản này thì được chạy sẵn Android 9 luôn nha các bạn nhé. Và nó sở hữu con chip Snapdragon 660. Nó sẽ có những phiên bản RAM đi kèm, đó là 3GB, 4GB hay 6GB, tùy chọn theo cái phiên bản bộ nhớ. Ví dụ như là 3GB thì sẽ ứng với cả bộ nhớ trong là 32GB, và 4GB với 6GB thì sẽ ứng với cả phiên bản bộ nhớ trong là 64GB. Cái sở này thì cũng sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau, có độ phân giải camera chính rất lớn là 48MP và một camera có độ phân giải là 5MP hỗ trợ xóa phông. Camera tự sướng của nó thì sẽ có độ phân giải là 13MP và vẫn giữ nguyên theo cái truyền thống của những cái dòng Redmi Note khác, đó là viên pin của nó vẫn rất lớn là 4000mAh. Nói chung là Redmi Note 7 là nó có những cái cải tiến về mặt thiết kế, cải tiến về mặt màn hình giọt nước và cải tiến về cái việc là nó có một camera rất là lớn. Nên chính vì thế là đây là một sản phẩm mà đang được rất nhiều bạn săn đón. Và mình nghĩ là cũng chỉ vài tuần nữa thôi, sản phẩm này nó sẽ về Việt Nam với một số lượng khá lớn đấy. Rồi sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Xiaomi Mi 6X. Mi 6X là sản phẩm chạy con chip Snapdragon 660 có thể coi là rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Với mức giá chỉ rơi vào khoảng là 3,8 triệu thì chúng ta đã có 4GB RAM, đã có chip 660, có 32GB ROM. Ngoài ra nữa thì sản phẩm này nó cũng sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 5,99 inch, độ phân giải là Full HD cộng, và nó cũng sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 20MP và 12MP. Camera tự sướng của nó thì cũng có độ phân giải rất là lớn, lên tới là 20MP. Đối với cả Xiaomi Mi 6X ý, thì nó sẽ có viên pin là 3010mAh. Cái viên pin này thì không phải là một viên pin mạnh, nếu không muốn nói là viên pin này nó cũng tương đối là đuối. Tuy nhiên bù lại thì Xiaomi Mi 6X nó sẽ có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, có cổng USB Type-C. Đấy thì đấy là chính là những cái điểm mạnh của nó. À mà quên mất, thêm một cái điểm yếu nữa nhé, là con này không có jack cắm tai nghe 3,5mm. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn chạy con chip Snapdragon 660 có thể coi là rẻ nhất ở trong phân khúc hàng chính hãng mới 100%, đấy chính là Vsmart Active 1. Cái thời điểm mà Vsmart Active 1 ra mắt thì giá của nó định giá là khoảng 4.990.000 đồng. Đây cũng đã là một mức giá rất tốt rồi. Tuy nhiên một số cửa hàng lại còn khuyến mại thêm cho nó khoảng 700.000 trừ thẳng vào tiền mặt. Vậy nên với mức giá chỉ rơi vào khoảng 4.200.000-4.300.000 thì Vsmart Active 1 mình đánh giá là sản phẩm có con chip Snapdragon 660 rẻ nhất đối với cả phân khúc hàng chính hãng rồi. Với những yếu tố khác nữa thì Vsmart Active 1 cũng sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 5,65 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Vsmart Active 1 ấy thì nó cũng sẽ chạy con chip Snapdragon 660, cũng sẽ có 4GB nha các bạn nhé. Và nó cũng sẽ có hỗ trợ bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12MP và 5MP hỗ trợ xóa phông. Camera trước của nó thì sẽ có độ phân giải là 8MP. Con này thì có bộ nhớ trong khá là ấn tượng là khoảng 64GB. Đấy, bình thường thì những sản phẩm khác thì nó chỉ có bộ nhớ trong khoảng 32GB thôi, nhưng con này được cái là nó có bộ nhớ trong 64GB và viên pin của nó là 3100mAh, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh qua cổng USB Type-C.
Và với một cái sản phẩm giá rẻ như này lại còn là hàng Việt Nam nữa, nên là chính vì thế Vsmart Active 1 được các bạn săn đón rất là nhiều. Và mình thấy bây giờ ở một số cửa hàng thì họ ghi một cái thông tin đấy là đã có hàng nhưng số lượng rất có hạn. Đấy, họ ghi rất rõ ràng luôn. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà gây bão ở trên thị trường trong cái nửa cuối năm 2018 vừa rồi, đấy chính là Realme 2 Pro. Với Realme 2 Pro phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, thì chúng ta sẽ chỉ phải bỏ ra mức giá rơi khoảng là 5 triệu đồng thôi. Với 5 triệu đồng chúng ta đã có một cái sản phẩm thương hiệu con của Oppo. Đấy, Realme là thương hiệu con của Oppo, cũng giống như Redmi là thương hiệu con của Xiaomi, với Honor là thương hiệu con của Huawei ấy. Thì Realme 2 Pro sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Màn hình này là màn hình giọt nước, và mình cảm nhận thấy rằng là Realme 2 Pro, các cái thông số, các thứ khác của nó ngoài con chip ra, thì nó khá là giống với cả Oppo F9, một cái sản phẩm bán cực kỳ chạy ở trong cái phân khúc hàng chính hãng năm vừa rồi. Đấy, Realme 2 Pro thì sẽ có con chip Snapdragon 660 rồi đấy, tất nhiên rồi, bởi vì video này là top những sản phẩm chip 660 mà. RAM 4 này, bộ nhớ trong 64 này, có bộ đôi camera kép ở phía sau, có độ phân giải là 16 megapixel và 2 megapixel hỗ trợ xóa phông, và nó cũng sẽ có một cái máy ảnh tự sướng có độ phân giải là 16 megapixel. Phim pin khá ổn, 3500 mAh, cũng tương đối cho các bạn trong quá trình chúng ta sử dụng. Chỉ hơi đáng tiếc là sản phẩm này lại không có cổng USB Type-C, và cái mặt lưng của nó lại chỉ là mặt lưng nhựa mà thôi, cũng giống như là Oppo F9 mà thôi. Sản phẩm tiếp theo chạy con chip Snapdragon 660 và có một viên pin vô cùng ấn tượng lên tới 5.000 mAh, đó chính là Acer Zenfone Max Pro M2, với một cái mức giá chỉ rơi vào khoảng 4,7-4,8 triệu sau khi đã trừ hết quà đi. Thì Acer Zenfone Max Pro M2 chúng ta sẽ được cái phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, chip là chip 660, sở hữu màn hình với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Sản phẩm này thì sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12 megapixel và 5 megapixel hỗ trợ xóa phông. Camera tự sướng của nó sẽ có độ phân giải là 13 megapixel. Cái thiết kế của nó thì nó đã khác hơn rất nhiều so với thiết kế của Max Pro M1 rồi. Đấy, cái thiết kế của nó nhìn cũng bóng bẩy hơn Max Pro M1 rất là nhiều. Max Pro M1 thì nó nhìn nó hơi thô, và cái điểm nhấn chính là viên pin đấy. Với viên pin 5000 mAh thì các bạn tưởng tượng là sản phẩm này nó sẽ sử dụng lâu đến như thế nào. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, nếu bây giờ chúng ta chưa mua được Redmi Note 7 thì đây có thể là một sự lựa chọn hợp lý, đấy chính là Xiaomi Mi 8 Lite. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là Mi 8 Lite thì cũng có một cái thiết kế cũng như là một cái cách phối màu nó tương đối là giống với Redmi Note 7. Nó cũng có một mặt lưng kính, và đặc biệt là khung viền của nó thì lại là khung viền kim loại nhé. Đối với Xiaomi Mi 8 Lite thì chúng ta sẽ có RAM là 4GB, chip 660, bộ nhớ trong là 64GB, với cái phiên bản mức giá rơi vào khoảng là 4,5 triệu. Kích thước màn hình của Mi 8 Lite là 6,26 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, và viên pin của nó là 3300 mAh. Đối với Mi 8 Lite thì cái màn hình của nó lại là màn hình tai thỏ chứ không phải là màn hình giọt nước. Nên chính vì thế cái sự tối ưu của nó thì chưa được tốt như là Redmi Note 7. Nhưng đây cũng có thể coi là một sản phẩm mà chúng ta đáng để cân nhắc. Đấy là còn chưa kể là nó sẽ có hàng chính hãng luôn nha các bạn nhé. Nó cũng sẽ có hàng chính hãng. Tất nhiên là hàng chính hãng thì nó lệch hơn so với hàng sách tay khoảng 1 triệu rồi. Nhưng đánh đổi lại chúng ta sẽ được bảo hành lên tới là 18 tháng, bởi vì Xiaomi mới nâng cấp cái gói bảo hành đó lên. Hơn thế nữa thì đối với hàng chính hãng ấy, thì chúng ta cũng sẽ có sẵn luôn cả tiếng Việt nữa, đỡ phải chờ đợi. Đấy, ROM thì cũng là ROM quốc tế luôn. À đấy, mà nói đến cái việc bảo hành 18 tháng ấy, thì trong số những cái con mình vừa mới kể ra thì quên mất không để ý đến là Vsmart Active 1 nó lại còn có cái điểm nhấn nữa là nó được bảo hành 18 tháng nhé. Đấy là còn được bảo hành 1 đổi 1 trong 101 ngày, và lại còn được bảo hành cả phụ kiện lên tới 6 tháng nữa. Đấy, thì đấy là những cái điểm nhấn của Vsmart Active 1 vừa nãy mình nói. Và cái sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay, đấy chính là Samsung Galaxy A6s. Thì đối với cả A6s ý, thì cái sản phẩm này được ra mắt vào tháng 11 năm 2018, và rất nhanh chóng chỉ đến tháng 12 thôi là nó đã được xách tay về Việt Nam rồi. Với Samsung Galaxy A6s ý, thì đây là cái sản phẩm chạy chip 660 và 6GB RAM rẻ nhất ở trên thị trường nha các bạn nhé. Với 6GB RAM và chip 660 thì sản phẩm này nó sẽ có mức giá chỉ rơi khoảng trên dưới 5 triệu đồng thôi. Và chúng ta cũng sẽ được bộ nhớ trong là 64GB. Samsung Galaxy A6s sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Sản phẩm này thì sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 12 megapixel và 2 megapixel hỗ trợ xóa phông.
Camera tự sướng của nó sẽ có độ phân giải là 12 megapixel và đi kèm theo viên pin với mức dung lượng là 3300 mAh. Về mặt thiết kế thì mình thấy là cái khung viền của nó khá là bóng bẩy, rất là giống những cái khung viền của những chiếc điện thoại iPhone. Và cái mặt lưng sau ấy thì mình thấy nó cũng đổ màu theo kiểu màu sắc gradient ấy, nhìn cũng rất là hấp dẫn. Tuy nhiên là Galaxy A6s bị một cái nhược điểm, đấy là nó chưa cài đặt được tiếng Việt lên này. Đấy, nên là đây là cái điểm mà mình nghĩ là tương đối bất tiện nếu mà bạn nào mà mua cho điện thoại cho những ai mà không biết tiếng Anh. Tuy nhiên là sản phẩm này thì nó đã được cài đặt sẵn Safe Play rồi, nên là mình nghĩ là cái việc mua sản phẩm này thì sẽ phục vụ cho những ai không cần tiếng Anh, cũng như là cần chơi game và cần một cái thiết bị mà nó có một cái thương hiệu tốt là Samsung. Và Samsung Galaxy A6s thì mình cũng nói luôn ở trong một cái video riêng rồi đấy, đấy là sản phẩm này được Samsung order cho một công ty ở bên Trung Quốc gia công. Đấy, sau đó thì Samsung sẽ lấy lại để mà bán ra trên thị trường, thì nó thuộc cái hình thức là ODM đấy. Và các bạn có thể theo dõi cái video đó. Đấy, tuy nhiên là chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì cái đơn vị mà Samsung order làm cái Galaxy A6s này cũng chính là cái đơn vị sản xuất rất nhiều các sản phẩm cho Xiaomi bây giờ. Và như vậy là mình vừa mới điểm qua top 7 cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 660 mà mình nghĩ là đáng mua nhất ở trên thị trường bây giờ. Và hầu hết những cái sản phẩm này nó cũng chỉ loanh quanh quanh mức từ 4 đến 5 triệu thôi. Vậy là bây giờ chip 660 trong năm 2019 đã là cái con chip mà mình thấy là phổ biến ở trên cái phân khúc tầm trung với giá rẻ rồi. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về những cái sản phẩm chạy con chip Snapdragon 660 mà mình liệt kê ra? Và theo các bạn, trong số những sản phẩm mà mình liệt kê ra thì còn thiếu cái sản phẩm nào nữa hay không? Thì các bạn có thể bổ sung thêm ở ngay phía dưới comment của video này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.